sốt vật vã, đau mình mẩy là ngoại cảm, thân mình ra mồ hôi là dương khí hư. Dương hư thì tự hãm mà, mỏi xương, mỏi xương cũng là có một triệu chứng là hay ra mồ hôi. Còn đạo hãm, đạo hãm tức là ngủ ban đêm ra mồ hôi, chỉ con nó không biết này, do âm hư trong, hoặc là trong trường hợp suy dưỡng. Anh chỉ để ý là đứa bé nào mà có sự suy dưỡng thì bao giờ cũng ra mồ hôi, ra mồ hôi buổi tối. Và khi ra mồ hôi buổi tối đấy thì đứa bé đấy nó rất dễ hấp thụ lại cái lạnh của mồ hôi đấy. Ra mồ hôi xong thì nó lạnh, lạnh toát và dễ gì lại quay về trạng thái là nhiễm hàn và phế, lại gây ho rồi viêm phổi. Đây là vòng xoắn bất lý. Nhưng mà ra nhiều mồ hôi, chân tay lạnh tuyệt hạn, dưỡng thoát bệnh nặng lắm rồi. Thường thì chỉ khi gặp mặt cấp cứu nhi thôi.